rộ tin Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm sắp cưới vì thường xuyên làm điều này cùng nhau. Mới đây, netizen xứ Trung lại vô tình bắt gặp Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm vui vẻ dạo phố cùng nhau. Đây là lần thứ 3 trong tuần cặp đôi bị chụp ảnh hẹn hò ngọt ngào. Điều đáng nói là trước nay, cặp đôi đình đám này rất ít khi xuất hiện công khai cùng nhau. Ngay cả khi cùng tham gia các sự kiện, thì Lộc Hàm và bạn gái cũng rất ý tứ, âm thầm theo dõi đối phương, chứ không có bất cứ hành động biểu hiện nào ra ngoài để chứng minh họ là một cặp. Cũng vì lẽ đó mà giờ đây, sự xuất hiện dày đặc đến bất thường của cặp đôi đã khiến netizen đoán già đoán non về một đám cưới sắp diễn ra. Mặc dù chưa có gì xác định chắc chắn, nhưng hầu như ai cũng cho rằng Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng xứng đáng có một cái kết tốt đẹp. Trước đó, không ít lần, Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm cũng bị bắt gặp đi chơi cầu lông và uống rượu cùng nhau. Thậm chí, Lộc Hàm còn say xỉn đến mức đi không vững. Cách đây không lâu xuất hiện tại ga tàu cao tốc để di chuyển tham gia sự kiện trong lịch trình, Lộc Hàm thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Điều khiến dân tình xăm soi nhiều nhất chính là phụ kiện đồng hồ đắt tiền trên người của Lộc Hàm. Có thông tin cho biết, chiếc đồng hồ này của nam ca sĩ có giá lên tới 400.000 nhân dân tệ, 1,4 tỷ đồng. Mà điều đáng nói là cuối tháng 9 vừa qua, Quang Hiểu Đồng tham gia game show cũng đã để lộ một chiếc đồng hồ khá giống với bạn trai. Theo như fan hâm mộ soi ra được, thì hai chiếc đồng hồ này chính là đồ đôi, dù thiết kế của nó có hơi khác nhau một chút. Với những viên ngọc bích chất lượng cao, giá trị của chiếc đồng hồ mà Quang Hiểu Đồng đang đeo còn đắt giá hơn cả Lộc Hàm khi lên đến 500.000 nhân dân tệ, 1,8 tỷ đồng. Những ai theo dõi hâm mộ Lộc Hàm đều biết, nam ca sĩ có sở thích đặc biệt là sưu tầm những chiếc đồng hồ đắt tiền. Mà chuyện Lộc Hàm thường xuyên tặng những món quà đắt đỏ cho bạn gái cũng chẳng phải là hiếm. Trước đó, anh chàng đã hào phóng chi ra 370.000 nhân dân tệ, 1,3 tỷ đồng để mua cho Quang Hiểu Đồng một chiếc đồng hồ cao cấp làm quà tặng sinh nhật người yêu. Trước đó, một số fan đã ghi lại hình ảnh Quang Hiểu Đồng đưa mẹ đến thăm nhà Lộc Hàm sau buổi chụp hình. Điều này cho thấy, cặp đôi này đang có chuyện tình cảm hết sức mặn nồng, chứ không hề sạn nước như những lời đồn. Trong những hình ảnh được ghi lại, Quang Hiểu Đồng đến phim trường cùng với một trợ lý và bắt đầu bận rộn với việc quay phim. Nữ diễn viên sinh năm 1997 trang điểm, mặc trang phục và biến thành một người phụ nữ trưởng thành để phù hợp với vai diễn. Ngay sau đó, mẹ của Quang Hiểu Đồng đã lái ô tô hạng sang đến phim trường thăm Quang Hiểu Đồng. Khi bước chân vào phim trường, mẹ của nữ diễn viên cũng có trợ lý riêng đi cùng. Có thông tin cho rằng, hai mẹ con Quang Hiểu Đồng không về nhà mà đến thẳng nơi ở của Lộc Hàm ở Bắc Kinh. Điều này cho thấy, mẹ của nữ diễn viên 9X cũng rất yêu mến Lộc Hàm và đã coi anh chàng là con rể của mình. Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào năm 2017, mặc dù cả hai ít xuất hiện trong một khung hình, nhưng tình cảm đôi bên vẫn hết sức gắn bó. Ban đầu, dân mạng tỏ ra không mấy lạc quan với chuyện tình này, nhưng hiện tại, họ đã dần chúc phúc cho cả hai và chờ đón đám cưới của đôi trai tài gái sắc. Công bằng mà nói, Lộc Hàm từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp trước khi công khai chuyện tình cảm với nàng cách Bắc Kinh. Hiện tại, sự nghiệp của anh chàng ngày càng sa sút, trong khi Quang Hiểu Đồng đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca phát hiện và nâng đỡ ngay từ khi còn nhỏ và có nhiều cơ hội tiến xa trong sự nghiệp. Ngoài ra, hai người cũng chênh lệch nhau đến 8 tuổi. Lộc Hàm giờ đã ngoài 30, nhưng Quang Hiểu Đồng mới ở độ tuổi ngoài 20. Cả hai còn nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp và đám cưới là điều họ không thể nói trước được. Trước đây có tin tức cho rằng mẹ của Quang Hiểu Đồng không thích Lộc Hàm vì tuổi tác của anh quá lớn và sự nghiệp sa sút. Nhiều cư dân mạng cho rằng chuyện tình cảm của họ không bền lâu. Bất chấp những tin đồn sạn nứt, Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng vẫn gắn bó với nhau không rời. Đầu tiên, khi Lộc Hàm tổ chức sinh nhật lần thứ 31, dân mạng soi thấy cả hai đã không tương tác với nhau một ngày. Tuy nhiên, nàng ngọc nữ đã chúc mừng sinh nhật bạn trai của mình vào lúc 23 giờ 31 phút. Giữa làng giải trí hoa ngữ nhiều thị phi và ồn ào, Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng đã có với nhau chuyện tình đẹp hiếm thấy và họ xứng đáng nhận được những lời chúc phúc từ mọi người.